Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương vẫn đang phức tạp. Vì vậy, khâu kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ ra vào thành phố phải tiếp tục siết chặt, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào Đà Nẵng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 6 tháng 10 để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Với thêm một ca mắc ghi nhận vào ngày hôm qua 6 tháng 10, tính đến nay chuỗi lây nhiễm từ các trường hợp về Đà Nẵng từ vùng có dịch tổng cộng là 44 ca bệnh. Trong đó riêng test nhanh tại các chốt cửa ngõ thì phát hiện 10 người mắc COVID-19. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý thời gian đến số lượng người về và đi ngang thành phố sẽ tăng. Vì vậy phải tập trung kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn dịch xâm nhập và lây lan vào thành phố. Và quản lý tốt địa bàn của mình. Cả những cái phương tiện giao thông, những người về đường bộ hay là đường mòn lối mở, tắc tần tật là phải kiểm soát chặt chẽ. Và là xử lý nghiêm những cái trường hợp mà không tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch của chúng ta. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý. Kịp thời có cái sự phối hợp, thông tin kịp thời giữa các chốt và các địa phương khi chúng ta phát hiện. Để chúng ta chia sẻ thông tin nhằm quản lý tốt những cái đối tượng này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị lực lượng công an và các địa phương rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe luồng xanh vào thành phố nhưng tắt điện thoại, không chấp hành phòng chống dịch. Các đơn vị địa phương tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ cho người dân đi ngang qua thành phố để về quê. Trong tuần qua chúng ta đã làm rất tốt và chúng tôi cũng cảm ơn và thống nhất là đề nghị mặt trận sẽ chủ trì cái nội dung này, hỗ trợ về lương thực phẩm. Còn mọi an ninh này, trật tự này, rồi phòng chống dịch thì là phải của ngành chức năng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương duy trì các biện pháp phòng chống dịch theo chủ trương của Trung ương và thành phố. Ngành y tế và các địa phương tiếp tục thực hiện công tác xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân theo đúng kế hoạch đã đề ra.